nắng hè cũng không hát, bằng loạt đi mua một tặng một tại hệ thống mỹ phẩm chính hãng Sami Shop. Sami Shop, địa chỉ mua sắm mỹ phẩm quen thuộc của giới trẻ. Đối với các bạn trẻ và đặc biệt là những chàng trai, cô gái đam mê mỹ phẩm thì từ lâu Sami Shop đã là một cái tên quen thuộc. Với hệ thống cửa hàng rộng khắp tại cả hai miền, dịch vụ vận chuyển trên toàn quốc, sản phẩm đa dạng, giá cả phải chăng và là đối tác của rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, Sami là điểm đến tin cậy đối với rất nhiều tín đồ làm đẹp. Sami từ lâu luôn là điểm đến tin cậy đối với rất nhiều tín đồ làm đẹp. Không thể bỏ lỡ chương trình khuyến mãi lớn nhất mùa hè. Mùa hè năm nay, Sami Shop lại khiến không khí càng nóng hơn bao giờ hết với chương trình Summer Sale, mang đến hàng ngàn sản phẩm hát mua một tặng một, đồng thời sale up to 50% toàn bộ các sản phẩm tại cửa hàng. Summer Sale cùng hàng ngàn sản phẩm hát mua một tặng một, đồng thời sale up to 50% toàn bộ các sản phẩm tại cửa hàng. Chương trình diễn ra với mong muốn mang đến cơ hội cho tất cả những khách hàng của Sami cơ hội mua sắm với giá rẻ F5 tủ mỹ phẩm cho mùa hè. Đây cũng là hoạt động nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành cùng gần 12 năm phát triển của Sami Shop, đồng thời mang những sản phẩm chính hãng, giá cực tốt từ các thương hiệu danh tiếng, đồng thời là những đối tác chính thức của Sami như Le Mernet, L'Oréal and Paris, Beau Essence, La Roche-Posay, VC, Lam, Silky Girl, Bom, Misa, Cocoon. Đến với khách hàng, có gì tại chương trình khuyến mãi lớn nhất mùa hè của Sami Shop? Sau hơn một tuần triển khai, chương trình Summer Sale tại Sami Shop đã thu hút được lượng khách hàng khổng lồ đến mua sắm trực tiếp lẫn mua sắm online, và cơn sốt săn sale này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các sản phẩm hát vẫn đang mua một tặng một mỗi ngày. Các bạn trẻ hào hứng săn loạt đến hát mua một tặng một, loạt sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm make up đình đám như tẩy trang, toner, tẩy tế bào chết, kem đặc trị mụn, cushion, son, phấn phủ, tất tần tật đều được mua một tặng một. Tin vui cho các tín đồ làm đẹp là, loạt ưu đãi vẫn đang được tung ra liên tục cho đến ngày 14 tháng 6, còn rất nhiều cơ hội để sở hữu các sản phẩm best seller với giá không thể yêu thương hơn. Không chỉ thu hút lượng các bạn trẻ yêu thích mỹ phẩm, sự kiện Summer Sale còn khiến các beauty blogger đình đám đứng ngồi không yên, cùng hòa vào dòng người săn đin tại hệ thống cửa hàng Sami Shop. Summer Sale còn khiến các beauty blogger đình đám đứng ngồi không yên. Đại tiệc, siêu lớn hè này. 50% tất cả sản phẩm, https://bit.ly/summersale2020. Hệ thống Sami Shop. Website, https://samishop.com. Fanpage, https://www.samishop.com/86. Tại Hà Nội, số 65 Nguyễn Phong Sắc, 19002631, nhánh 101. Số 101 ngõ Núi Trúc trên phố Núi Trúc, cạnh 57 Núi Trúc, phone 19002631, nhánh 102. Số 56 Nguyễn Hữu Huân, phone 19002631, nhánh 103. Số 48 Chùa Láng, phone 19002631, nhánh 104. Số 228 Cầu Giấy, phone 19002631, nhánh 105. Số 73 Chùa Bộc, phone 19002631, nhánh 106. Số 252-252 Nguyễn Trãi, Hà Đông, cạnh Đại học Hà Nội, phone 19002631, nhánh 107. Số 159 Xuân Thủy, Cầu Giấy, phone 19002631, nhánh 108. Số 61 Thái Hà, phone 19002631, nhánh 109. Số 127 Chùa Bộc, phone 19002631, nhánh 110. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số 151 Nguyễn Gia Trí D2 cũ, Bình Thạnh, phone 19002631, nhánh 201. Số 352 đường ngày 3 tháng 2, V12, Q10, phone 19002631, nhánh 202. Số 255 Nguyễn Thị Thập, P.TP, Q7, phone 19002631, nhánh 203. Số 515 Phan Văn Trị, V5, QGV, phone 19002631, nhánh 204. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.